chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Cơ. Và mọi người chưa biết Cơ là ai thì Cơ tên thật đầy đủ là Lý Thành Cơ. Và Cơ đã đi được 39 quốc gia. Và hôm nay Cơ sẽ nói về một cái đất nước mà Cơ rất là yêu thích. Và Cơ đã đặt chân tới 6 lần rồi. Đó chính là Nhật Bản. Và Nhật Bản này thì Cơ sẽ... Thật ra Nhật Bản rất là rộng và Cơ đã đi được rất nhiều nơi rồi. Và nhưng mà Cơ muốn nói về một cái nơi mà Cơ đặc biệt yêu thích, tại vì nơi đó là vừa có văn hóa, vừa có đồ ăn ngon và vừa có thiên nhiên xinh đẹp nữa. Đó chính là Kyoto, một cố đô của Nhật Bản. Và Kyoto thì nói sao nhỉ? Mọi người đều biết Kyoto rồi, là một cái nơi mà kiểu nghe một cái tên thôi là biết là sẽ tới thăm rất là nhiều đền, chùa rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà tại vì Cơ đã đi Kyoto đến nay là 4 lần rồi. Tức là trong 6 chuyến đi đến Nhật Bản thì Cơ đã đi đến Kyoto 4 lần. Và có quá nhiều trải nghiệm ở đó và đã xem quá nhiều đền chùa ở đó luôn rồi. Có nhiều cái đền chùa mà kiểu ghé thăm lại 2-3 lần luôn. Cho nên là Cơ sẽ muốn gợi ý cho mọi người những cái địa điểm rất là hay ho tại Kyoto mà không phải là đền chùa. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Let's go! Thì địa điểm đầu tiên đó chính là chợ Nishiki, một cái chợ truyền thống Nhật Bản. Để mà đến đây mọi người có thể thưởng thức được ẩm thực Nhật Bản vừa rẻ nè, vừa ngon nè, vừa tươi nè và rất là local luôn. Tức là mọi người thường đi chơi, đúng không, mọi người sẽ đi ăn nhà hàng các kiểu, nhưng mà đối với Cơ thì Cơ rất là yêu thích những cái chợ địa phương, và Nishiki là một cái chợ địa phương như vậy. Thì chợ mở cửa từ 9 giờ cho tới 18 giờ mỗi ngày. Và chợ có tầm vài trăm gian hàng, hơn 100 gian hàng, với rất là nhiều những cái cửa hàng bán nguyên vật liệu tươi, như là hải sản nè, hay là đồ rau củ được chưng hoặc ngâm chua nè, các kiểu. Thì mọi người nếu mà các bạn muốn tìm những cái đồ kiểu nguyên liệu Nhật Bản để đem về nhà tại Việt Nam để mà nấu ăn thì Nishiki là một cái điểm đến mà bạn sẽ cần phải ghé. Và ngoài ra thì ở đây có rất là nhiều nhà hàng, tầm 50 nhà hàng. Mỗi nhà hàng sẽ có một cái phong cách làm đồ ăn khác nhau với những nguyên liệu khác nhau. Thì Cơ tới đây để ăn sáng và Cơ chọn một cái set đồ ăn sáng gồm có 9 món. Kiểu món tại Nhật thì nó làm nhỏ thôi, và nhưng mà đầy đủ dưỡng chất và chỉ có giá tầm có 1.000 yên thôi, và rất là rẻ so với lại nếu ăn nhà hàng ở các trung tâm mua sắm thương mại bình thường. Đó chính là Nishiki, và đó là một điểm đầu tiên mà Cơ muốn giới thiệu. Điểm đến thứ hai đó chính là hẻm ăn uống Botocho. Thì hẻm ăn uống Botocho này là một cái hẻm mà kiểu có thể ví nó là hẻm giống như là hẻm nước tiểu ở Tokyo vậy đó. Tại vì ở đây thì là tập trung rất là nhiều nhà hàng luôn, và nơi đây bạn có thể tới ăn uống nè, nhâm nhi một ly sake, ngắm bờ sông bên cạnh rất là xinh đẹp. Và tại đây thì các bạn có thể được thưởng thức ẩm thực của Kyoto, tuy nhiên là giá nó sẽ đắt hơn so với lại ăn uống tại Nishiki. Nhưng mà đây là một cái nơi rất là xinh tại, nên là bạn phải ghé. Địa điểm thứ ba đó chính là quận Gion, để mà ngắm những cái geisha hoặc là maiko và thưởng thức những cái nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Thì ở đây á, quận Gion là một cái khu vực khá là lớn. Thì có rất là nhiều nơi ơi các bạn có thể ghé, ví dụ như là có những cái khu đền hay là những cái khu mua sắm kiểu đồ souvenir, đồ lưu niệm, với lại kiểu đặc sản mà các bạn có thể đem về để mà tặng bạn bè được, ví dụ như là mochi nè, hay là các loại phải loại bánh ngọt. Ngoài ra cái mà điểm hay nhất ở tại quận Gion chính là cái Gion Culture Center, đó là trung tâm văn hóa tại Gion. Thì ở đây từ tầm 6 giờ tối thì các bạn có thể thưởng thức tất cả những cái gọi là hình thái văn hóa, kiểu như là cái nghệ thuật trình diễn văn hóa của Nhật Bản, từ Akibana là tức là cắm hoa nè, hay là múa geisha, hay là
đánh trống tay cô, rồi xem mọi người múa rối các kiểu, thì giá vé tương đối là đắt đỏ một chút xíu, đó là từ với mức giá là 3.150 yên cho ghế ngồi và 2.500 yên nếu mà bạn đứng xem. Tại vì lần trước là cơ tới trễ cho nên là cơ phải đứng xem. Nhưng mà không sao cả. Nhưng mà mọi người nếu mà chịu khó đứng thì một tiếng đồng hồ đó vẫn rất là thú vị. Và 2.500 yên tầm 500 nghìn tiền Việt Nam cũng rất là thú vị để mà trải nghiệm hết tất cả những cái văn hóa của Nhật truyền thống tại Kyoto. Tiếp theo đó chính là bảo tàng International Manga Museum tại Kyoto. Thì nhắc tới Nhật Bản thì mọi người đều biết đến manga hay là anime đúng không? Thì manga là một phần tất yếu trong cuộc sống và cũng như là văn hóa hiện đại Nhật Bản. Và nếu như bạn là một tín đồ của manga thì khi đến Nhật Bản thì bạn có thể ghé Kyoto. Thì cái bảo tàng này được thành lập từ tháng 11 năm 2006 và tại đây có 3 tầng cùng một tầng hầm. Thì mọi người sẽ được xem những cái bộ truyện kiểu nổi tiếng nhất, được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z. Và mọi người sẽ được xem những cái phiên bản Doraemon nữa, những cái phiên bản Doraemon kiểu từ khắp các nơi được xuất bản, và cũng như là xem những cái bản phát thảo đầu tiên của Doraemon tại cái bảo tàng này. Và đó là một điểm rất là hay. Và giá vé vào cổng chỉ có 800 yên thôi. Và thời gian mở cửa là từ 10 giờ cho đến 18 giờ. Là một cái nơi mà rất là độc đáo và khác biệt so với lại cứ đi đền chùa khi đến Kyoto đúng không? Rồi tiếp theo đó chính là quận Arashiyama. Thì quận Arashiyama có gì? Thì ở Arashiyama, ở đây là một giống như là một cái khu vực gần núi gì đó. Thì ở đây có rất là nhiều nơi để mà các bạn có thể trải nghiệm. Đầu tiên đó chính là rừng tre Arashiyama. Thì rừng tre Arashiyama là một nơi để bạn đến để chụp hình cũng như là đi tản bộ vòng rất là thú vị. Thật ra là nó là một cái đoạn đường rất là ngắn thôi, nhưng mà tại vì do là nơi này do một đống hàng tre và có cảm giác rất là ăn ảnh, cứ là chụp lên là đẹp, cho nên là mọi người mọi nhà khi mà tới Kyoto đều tới cái rừng tre này. Ngoài ra thì Arashiyama còn có một cái khu vực là núi khỉ. Thì khi mà cái núi khỉ này các bạn leo tầm hình như là 300 bậc thang là các bạn tới được cái khu vực sinh sống của khỉ trên đỉnh núi này. Và tại đây thì các bạn có thể nhìn ngắm được toàn cảnh Kyoto rất là lộng lẫy và xinh đẹp. Rồi điểm đến cuối cùng mà cái điểm đến này chắc là các bạn sẽ chắc chắn phải tới, đó chính là Kyoto Station, đó chính là ga tàu Kyoto. Thì ga tàu Kyoto có cái gì mà các bạn nhất định phải đến? Tại vì ở đây nó gồm có một cái là Isetan Mall, cho nên là nếu như các bạn là tín đồ của mua sắm thì các bạn có thể tới ở Kyoto JR Station để các bạn mua sắm tại Isetan Mall. Và ở đây có rất là nhiều những cái như là các bậc thang chuyển màu đèn, như cái video cơ đèn chia sẻ ở đây, thì bậc thang chuyển màu đèn này rất là thú vị để các bạn có thể chụp ảnh, rồi sau đó các bạn có thể lên những cái bậc thang để xem những cái gọi là cái path of light ở cái khu vực đó, tức là kết nối giữa hai cái môn với nhau, rồi sau đó đi vòng để xem một cái Kyoto mà nó nhìn hiện đại nó sẽ như thế nào so với lại những cái đền chùa thông thường nha. Rồi đó là những cái địa điểm mà cơ đã liệt kê ra cho mọi người để các bạn có một cái ý tưởng gì đó khi mà tới Kyoto trải nghiệm một cách độc lạ hơn. Nếu như là các bạn có thời gian nhiều ở Kyoto tầm 5-6 ngày chẳng hạn thì các bạn có thể đi thêm những cái địa điểm như thế này. Vì tại Kyoto không chỉ có đền chùa đâu mà là còn nhiều thứ hơn nữa. Một Kyoto hiện đại, một Kyoto ngon miệng và một Kyoto rất là thú vị và để các bạn đáng khám phá nha. Và hy vọng là các bạn thích vlog lần này của cơ, và hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. Và cơ sẽ chia sẻ với mọi người về các chuyến đi tiếp theo của cơ cũng như là những cái chuyến đi cũ mà cơ có dịp để mà làm vlog để mà kể cho mọi người nghe nha. Rồi tạm biệt mọi người.